Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ thanh lý hộ nhà máy 90 đôi tép kèn neo 900m. Hôm trước em có mới giới thiệu hàng về nhưng mà em đã phát hiện ra công ty có một chút vấn đề nên em đã kiện bên công ty của nhà máy Trung Quốc và công ty sẽ cho giá rất tốt để em thanh lý cho tất cả các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Nhà em bán bao nhiêu năm, hàng nhập như nào, nó phải thực tế để cho anh em cùng biết. Đôi tép này mọi khi em bán là 3 triệu mốt một cặp. Và hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ cho cái giá cực kỳ rẻ. Và là hôm nay này em sẽ thanh lý hộ nhà máy. Với cấu hình này ngày hôm nay em sẽ thanh lý là 90 đôi tép leo DE900M. Dòng này thì là loại này công suất sẽ lớn hơn các dòng khác. Và cái chất tiếng của nó rất là hay. Nhưng anh em nào em bán mẫu tép này 4-5 năm nay rồi, hết cái lô 90 đôi tép này sẽ lại quay lại các cái loại mà hàng chất lượng là có nghĩa là nó sẽ phiên bản cũ, nó giá của nó 3 triệu mốt. Nhưng cái lô này, trong cái lô này giá của nó rất tốt và em cam kết cho tất cả các bác khách hàng là hàng chuẩn và hàng đẹp, hàng xịn của nhà máy. Tép neo D900S nhà em bán hàng thực tế các bác nhé. Em phát hiện ra lỗi, em mới kiện lại bên nhà máy. Không thì em vẫn bán giá cũ cho anh em. Nhưng em đã phát hiện ra lỗi của nó, thế nên là em kiện lại nhà máy. Và nhà máy phải nhận lỗi và cho cái giá tốt để xả thanh lý luôn 90 đôi tép này. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu thực tế cho anh em cùng xem. Ở đây là nguyên hộp của nó. Đấy, nguyên hộp của nó sẽ có mấy đôi như này. Như anh em nào lắp loa array ôm về để dựng loa. Thứ hai là các bác thay thế tép. Đôi tép này em khẳng định một điều, tiếng của nó rất hay so với các dòng khác ở trên thị trường. Cốc của nó cốc nhôm, ở đây nó chả có cái thương hiệu gì mà còn mình thích dán thương hiệu gì thì nó ra thương hiệu đấy. Nhưng cái mẫu tép này em bán bao nhiêu năm nay thì của nó là tép neo là DE900S. Đấy, tép neo DE900S này là côn 75 là dây dẹt. Côn 75 là dây dẹt các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, côn 75 là dây dẹt và màng của nó là titan. Thì cốc của nó cốc nhôm rồi, nhưng cái nõi ở bên trong này của nó là kim nõi. Và các bác nhìn em, hôm trước em giới thiệu rồi, em báo giá 3 triệu mốt nhưng em đã phát hiện ra lỗi và em báo lại công ty. Và công ty, em bảo trả hàng cho công ty vì là công ty đã gửi sai hàng cho em. Thế nên là công ty đã giảm giá và cho cái giá để thanh lý ra thị trường. Thì hôm nay em thanh lý cho tất cả các bác cùng xem. Cái cấu hình của nó, phiên bản của nó không khác gì như phiên bản cũ. Nhưng em phát hiện ra một lỗi ở đây. Đấy. Và cái con này cốc của nó là kim loại và khe từ viền đồng. Đấy. Và con này nếu mà so với các dòng tép ở trên thị trường thì thứ nhất cái bích của nó rất là dày. Các bác nhìn này, các cái loại tép khác bích không bao giờ dày được như thế này. Bích của nó rất là dày. Và thứ hai là em chỉ cho tất cả các bác biết con này lỗi ở phần nào. Lỗi là do nhà máy sẽ làm ăn bớt một viên bi. Đấy. Bình thường nếu đan khít vào nhau thì nó sẽ thêm một được viên bi, nhưng nó đan thưa ra một chút, nó ăn bớt được một viên bi. Đấy. Hàng có như nào em giới thiệu cho anh em như thế để anh em không phải lăn tăn về hàng của Tùng Nguyễn Audio. Vì em bán là ở cái thương hiệu và cái tâm nên em thanh lý, em bảo thanh lý mà em nhập về hàng đẹp, công ty giao cho em giá đắt thì em lại bán đắt cho anh em. Thì là nhập cao thì bán cao. Còn hôm nay xin công ty cho cái giá thanh lý thì thanh lý ra thị trường. Chỉ có 90 đôi tép này thôi. Còn nếu lô sau em hết 90 đôi tép này thì em lại nhập về nguyên bản phiên bản cũ anh em nhé. Với cái cấu hình này, vì em đã, tuy là cái cấu hình của nó giá này cực kỳ tốt luôn đấy nhá, nhưng mà em đã, khi khách hàng mà đã mua cái cấu hình nó bỏ rơi vào 3 triệu mốt một cặp thì phải nó đáng đồng tiền của 3 triệu mốt thì không thể nào là lừa dối khách hàng được. Thì hôm nay công ty đã cho ra một cái giá cực kỳ tốt là 2,3 triệu một đôi tép này. Đấy, các bác mẫu này có thể gọi là 850 hay 750 cũng đều được, nhưng các bác cứ chốt mã cho em con này là 900m. Mâm ở bên trong là kim loại và từ nó sẽ khủng hơn các dòng khác. Bích dày, tiếng của nó rất hay. Đấy, con này thì sẽ có giá là 2,3 triệu một đôi. 2,3 triệu một đôi, bao ship các bác nhá. Anh em nếu mà lấy lẻ 1-2 đôi thì nhanh tay nhá. Vì cái lô này nếu mà em đã thanh lý ra ấy, thì các anh em đại lý dựng loa nước người ta ôm rất là nhiều. Vì mẫu tép này anh em săn cực nhiều và lâu lắm rồi mới về hàng, như hôm nay về hàng em phát hiện ra lỗi và em đã kiện công ty bên China. Thì công ty là China, em bảo trả hàng, thế nên công ty bên China sẽ cho cái giá rất tốt để em thanh lý ra. Thì anh em có nhu cầu để lấy cặp check neo này thì nó sẽ rẻ được 800.000 một đôi so với cả phiên bản cũ. Thì anh em có nhu cầu đến cặp tép này, mà tép này tiếng của nó rất là hay nên anh em yên tâm về chất lượng của nó, vừa khỏe vừa hay luôn. Còn tép này nó chuyên đi gánh dàn luôn, nếu mà
So với các tem neo khác, con tem này cực kỳ khỏe. Nếu mà phiên bản của nó thêm một viên bi nhá, thì đó chỉ có thiếu mất một viên bi thì nó không phải là yếu nhiều đâu, nhưng mà người ta cho giảm giá cho mình để mình bán đi, mình đẩy đi cho người ta. Thế nên anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không đúng mẫu thì trả lại hàng cho Tùng Nguyên Audio với giá 2,3 triệu cặp tem này. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyên Audio các bác nha.